Hello, xin chào quý quan quan đệ. Ở đơn bất cần đi qua hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua đi lên quanh công viên Hà Hoàng Giang Hữu. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ nó nằm ở một bên ở Tân Bình và một bên ở Phú Nhuận và một bên ở Gò Vấp đi qua gì
chia ra làm hai ra hai ngã, nhưng mà hai ngã rẽ cô chú anh chị, từ phía bên công viên Hoàng Thụ đó. Không biết rẽ và cái đoạn đường này của nhà nước như thế nào, nhưng mà cái đường Hoàng Thụ này nó nằm hai hướng khác nhau, nó không có hướng thẳng mà nó lại là cắt một cái dòng vùng bên Lăng Cha Cả. Bên thì Phú Nhuận, rồi bên thì Tân Bình.
tải trung tâm chợ Tân Bình. Bây giờ xe tải của chú nó